Đây 6 cái đi cho nè, chúng ta đọ lại ha, ai ghi còn thiếu chỗ nào thì chúng ta bổ sung vô. 6 cái tin tưởng. Cái tin tưởng đầu tiên là tin tưởng vào kinh nghiệm thành công của thầy cô. Tin tưởng vào kinh nghiệm thành công của thầy cô. Như vậy thì chúng ta, cô đã mất hơn gọi là gì là 40 năm cuộc đời đi làm Amway, gần như cả đời cô dành cho cái sự nghiệp kinh doanh này, và cô đã đúc kết ra cái kinh nghiệm thành công. Như vậy thì chúng ta sẽ học cái kinh nghiệm thành công của thầy cô. Chúng ta học, chúng ta làm một phát là thành công luôn, khỏi mất công đi những cái con đường oan uổng. Cô Trần nói là không có con đường tắt trong Amway, chỉ có con đường nhanh nhất là tránh đi con đường vòng, con đường oan uổng, đi thẳng tới con đường thành công là nó sẽ nhanh nhất. Đó. Cô đã trải qua rất là nhiều, hơn 20 công ty đa cấp để đến với Amway. Thì ngày hôm nay cô đã có kinh nghiệm rất là nhiều trong cái lĩnh vực kinh doanh đa cấp này. Rồi cái thứ hai đó là tin tưởng vào sự thật kinh doanh Amway có mang đến cuộc sống tốt đẹp cho mình hay không. Các anh chị làm Amway mà các anh chị không tin là làm Amway có cuộc sống tốt đẹp cho mình, vậy thì các anh chị có làm tốt không ạ? Mình làm Amway mà mình còn chưa tin vào Amway nó sẽ tốt nữa. Thì cái niềm tin thứ hai là tin tưởng vào cái sự nghiệp kinh doanh Amway này nó sẽ mang đến cho mình một cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối vào điều đó thì chúng ta mới có thể dấn thân vào đạo Amway, mới dành thời gian để làm Amway. Còn nếu chúng ta chưa có đủ niềm tin thì các anh chị chờ làm Amway chứ không biết có thành công hay không, làm đa cấp gì không biết sao nữa, thời gian nó biết công ty nó còn hay không, cái này kêu kia. Không có niềm tin vào sự nghiệp Amway thì chắc chắn các anh chị sẽ không bao giờ làm Amway tốt được, không thể nào dành nhiều thời gian cho Amway được, và cái niềm tin chúng ta cũng không tuyệt đối. Thì khi đi chia sẻ cho khách hàng không có một cái năng lượng để chia sẻ. Cái niềm tin thứ ba là tin tưởng vào đối tác, vào công ty của chúng ta. Tin tưởng vào công ty, vào đối tác công ty của chúng ta, đó là tin tưởng vào Amway. Chúng ta làm Amway chúng ta không tin tưởng công ty Amway thì chúng ta làm kiểu sao giờ, đúng không các anh chị? À, giống như ngày xưa Tình làm Amway mà Tình nói là Tình chia sẻ mà có cái bọc Amway nó treo vô chiếc xe thì nó quay ra, cái Tình quay cái chữ Amway vô. À, đi đang chia sẻ, ngồi chia sẻ cho bạn mình ở quán cà phê, bạn mình bước vô cái thì coi như là lấy sản phẩm Amway giấu xuống bàn hết, sợ bạn mình nói là biết mình làm đa cấp là Amway. Đó, mình làm công ty Amway mà mình không tự hào về công ty của mình thì làm sao để mình thành công lớn được, đúng không cả nhà? Ví dụ mình tốt nghiệp đại học xong ra trường mình làm cho một công ty đứng số 1 ở cái tỉnh của mình đang ở là thấy hãnh diện không ạ? Rất là tự hào không? Chúng ta tốt nghiệp đại học xong ra trường chúng ta làm cho một công ty đứng số 1 toàn nước Việt Nam đi. Ví dụ như là ai mà học bên dược và làm được dược Hậu Giang thì cảm thấy là tự hào không ạ? Làm ngân hàng mà làm cho ngân hàng Vietcombank chẳng hạn đi. Đó, chúng ta cảm thấy là rất là tự hào đúng không? Hay là một số các anh chị vào trong cái hệ thống của Wincom mà làm chẳng hạn. Đó, làm sân bay chẳng hạn. Hãng Việt Nam Airlines chẳng hạn, thì như vậy thì chúng ta rất là tự hào vì làm cho những cái đơn vị mà đứng số 1 của nước. Nhưng mà thì nếu chúng ta có cơ hội làm cho công ty đứng số 1 toàn thế giới thì chúng ta có tự hào không? Thì chúng ta phải có niềm tin vào cái công ty cũng như là đối tác của chúng ta. Niềm tin thứ tư là chính sách trả thưởng của Amway. Chúng ta có tin là chính sách trả thưởng Amway có mang đến cho mình tiền hay không? Có nhiều anh chị vui lắm, giống như là lãnh đạo Diamond Hoa Hùng chúng ta chia sẻ là gì chị Hòa, là khi cái tiền lương đầu tiên á, cái tháng đầu tiên á là gì, là nói với anh Hùng là gì, anh nhanh chạy ra thùng ATM rút hết tiền về đi để không khéo một bữa hai bữa công ty nó lấy tiền lại, nó rút lại hết của mình đó. Có nghĩa là không tin vào chính sách trả thưởng Amway là làm có tiền, mà có tiền rồi thì cũng chưa cũng sợ là Amway sẽ lấy tiền lại nữa. Đó, cho nên là gì, chúng ta phải có niềm tin vào chính sách trả thưởng công ty. Cái niềm tin thứ năm đó là tin vào sản phẩm của Amway. Muốn có niềm tin vào sản phẩm thì mình phải có sự trải nghiệm sản phẩm. Các anh chị phải có sự trải nghiệm sản phẩm thì mới có niềm tin sản phẩm. Còn nếu chúng ta không có sự trải nghiệm sản phẩm, chúng ta đi nói chuyện với người khác, nói là sản phẩm này tốt lắm, nhưng mà khi người ta khách hàng người ta dùng xong, người ta thấy có một vài cái dấu hiệu giống như uống canxi nhức khỏi tay chân quá, người ta comment lại liền, người ta nói, trời ơi, uống canxi này nhức quá, thì lúc đó mình hết hồn không, mình sợ hãi không, mình nói trời ơi thôi gì chị nghỉ uống đi. Đó, chúng ta không có niềm tin vào sản phẩm khi chúng ta không có sự trải nghiệm. Rồi niềm tin thứ sáu đó là niềm tin vào bản thân của mình. Khi cả thế giới tin tưởng bạn làm được nhưng bạn không làm thì bạn sẽ không có kết quả. Còn khi tất cả mọi người không ai tin bạn, chỉ cần bạn tin bạn thì nhất định bạn sẽ làm thành công. Đó là niềm tin vào bản thân của chính mình. Đó là niềm tin để quyết định sự thành công của mình trong Amway hay không. Rồi, 6 cái niềm tin xong ha cả nhà. Tình nhắc lại 6 cái tích lũy nè. À, để các anh chị chúng ta chỗ nào mà còn thiếu sót á, các anh chị ghi không kịp á thì các anh chị chúng ta bổ sung cho đầy đủ ha cả nhà. Nào thì cô Tâm chia sẻ cái tích lũy đầu tiên, đó là tích lũy về thời gian. Đó, tích lũy về thời gian, các anh chị có thể dùng thời gian rảnh rỗi của mình để bắt đầu đến công việc kinh doanh Amway này, làm bán thời gian trước cũng được. Cái tích lũy thứ hai mà cô Tâm chia sẻ cho cả nhà đó là tích lũy về kinh nghiệm thành công. Thì hôm nay chúng ta học kinh nghiệm một chút, ngày mai học kinh nghiệm một chút, tích lũy chia sẻ. Cô Tâm nãy có chia sẻ là gì, là 60 người chia sẻ cho 60 người mà không ai tham gia thì mình có 60 lần kinh nghiệm, đúng không ạ? Đó. Cái tích lũy thứ ba là tích lũy nhân tài, là tích lũy con người, tích lũy hệ thống các anh chị, tích lũy đoàn đội nha, tích lũy đoàn đội đó, tích lũy nhân tài, tích lũy con người là cái thứ ba. Mỗi ngày tuyển thêm được nhà phối, ngày mai tuyển thêm nhà phối là tích lũy con người. Cái tích lũy thứ tư đó là cái tích lũy về thứ năm, đó là tích lũy tài phú. Khi có đoàn đội, khi có đội nhóm rồi thì tài phú sẽ tự đến với mình, đúng không cả nhà? Có người là người đánh răng, có người là người giặt đồ, có người là người rửa chén thì doanh số tự có. Và cái tích lũy thứ sáu
Cô Tâm chia sẻ đó là tích lũy thành tựu cảm. Đó là gì? Là tích lũy cái cảm giác thành công, cái cảm giác khi mình trên sân khấu kinh doanh, cái cảm xúc của mình khi làm trong môi trường kinh doanh này, hay là thành tựu cảm. Rồi, đó là chúng ta đã được học qua về 6 cái tích lũy và 6 cái niềm tin.